Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 321 của kênh công nghệ TLD. Nhanh quá các bạn, vèo cái đấy một tuần. Và số của ngày hôm nay đã là 321 rồi các bạn nhé. Cũng chúc mừng Việt Nam chúng ta thì tính ra là bao nhiêu nhỉ? Gần 20 ngày rồi chưa có ca Covid cộng đồng nào. Có lẽ là Việt Nam chúng ta lại chuẩn bị được về cuộc sống bình thường rồi. Cũng vui đúng không? Sướng đúng không các bạn? Và lại chuẩn bị đi học, rất là nhiều thứ cần phải làm. Và bây giờ thì nhiệm vụ của anh em mình thì ngồi đây và tư vấn cho các bạn những cái câu hỏi về laptop cũng như MacBook các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Ngọc Bùi Khắc. Anh cho em hỏi là chiếc Dell Precision 3530 option là i7-8750H tại shop thì hiện tại là đang có giá bao nhiêu ạ? Nếu như con này anh có hàng, anh nghĩ là ngày kia hàng của anh về thì hiện nay anh sẽ để ở phân khúc giá khoảng 26.500, hàng 99% em nhé. Sẽ là RAM 8GB SSD 256 Vega rời, màn Full HD IPS em nhé. Còn 3520 thì anh đang sẵn rất là nhiều, có cả phiên bản ổ cứng 1T RAM 16GB luôn. Anh đang có giá cực kỳ tốt, 24.500. Đấy, 24.500 cho 3520, chip là i7-7820HQ, RAM 16GB SSD 1T nhá, Vega rời, màn Full HD IPS, máy 99%, 24.500, nếu lấy thì alo anh em nhá. Câu hỏi số 2 của bạn Marco Trung. Anh Lương cho em hỏi là Lenovo X250 có bản Full HD không anh? Và bên mình thì có bán không ạ? Chúc anh mua may bán đắt. Cảm ơn em. Thì bản này thì hiện nay thì anh đang có hàng của Úc và hàng của anh thì nó là màn HD thông thường em ạ. Bởi vì màn hình 12 và 50 những phiên bản bán full nó rất là ít. Thông thường mà X280 hoặc X270 thì mới có màn full. Chứ kể cả phiên bản X260 thì màn full nó cũng rất là ít trên thị trường, bởi vì con này có màn hình 12 và 50 thôi. Và chủ yếu là phục vụ công việc văn phòng. Anh đang bán phiên bản X250 với phiên bản i5 RAM 4GB SSD 128 đang bán là 6.6 triệu em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Nhân Phạm. Cho em hỏi là trong tầm từ 30 đến 35 triệu thì nên mua MacBook 13 2020 hay là MacBook Pro 15 2018 ạ? Nhu cầu của em là để học IT, em cảm ơn ạ. Anh sẽ phân tích một chút về cấu hình của dòng MacBook này nhé. Đối với dòng màn hình 13 inch là dòng máy được trang bị chip U và không có Vega rời. Mà đã là chip U không có Vega rời thì hiệu năng làm đồ họa thì nó thua hẳn so với dòng 15 inch. 15 inch thứ nhất là được trang bị chip khỏe, Vega khỏe và thậm chí là RAM của nó mặc định đã là 16GB và tốc độ mọi thứ kể cả màn hình nó cũng có độ phân giải lớn hơn. Nó sẽ hỗ trợ em đồ họa cũng như lập trình, các ứng dụng nói chung là liên quan đến game đồ họa thì phiên bản 15 inch nó sẽ tốt hơn nhiều so với phiên bản đó là 13 inch. Mặc dù 13 inch là phiên bản 2020 đi chăng nữa thì chỉ có phiên bản đời cao mới được trang bị CPU đời 10. Trong khi đó bản giá rẻ 1.4 ấy, thì nó vẫn trang bị CPU đời 8. Nhưng mặc định là dòng 13 inch nó chỉ dành cho dân làm đồ họa ở mức cơ bản thôi, tầm trung thôi. 15 inch được trang bị cấu hình cao sẽ hỗ trợ đồ họa cũng như chơi game tốt hơn so với dòng 13 em nhé. Thì ở đây em sẽ cân đo đong đếm vào nhu cầu dùng thực tế của em thì lúc đó em sẽ lựa chọn sản phẩm em nhé. Câu hỏi số 4. Anh ơi anh cho em hỏi là bên cửa hàng mình còn con Dell 7559 không ạ? Và đây là hàng mới hay hàng cũ ạ? Em ơi 7559 thì nhà anh không bao giờ hết em ạ. Máy được sản xuất là 2016 và đến bây giờ thì không còn máy mới 100% đâu em. Với phiên bản i5 thì anh đang bán là 12.900, phiên bản i7 là 14.500 em nhá. Máy 99% thôi em nhá. Câu 5 của bạn Huỳnh Quốc Duy. Anh ơi anh tư vấn cho em con laptop tầm giá 10 triệu em học kỹ thuật, cụ thể là học kỹ thuật điện tử anh ạ. Đối với 10 triệu học kỹ thuật thì em chọn cho anh con Dell Latitude 6540. Chiếc máy được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 4 và tiêu chuẩn độ bền quân đội SSD 80G. Máy được trang bị i7 RAM 8GB SSD 128 và Vega rời 2GB cộng thêm màn hình Full HD. Đang có giá bán là 10.500.000 thì anh nghĩ là chiếc máy này có cấu hình tốt và khỏe nhất trong phân khúc tầm tiền của em, phù hợp với công việc của em, kèm theo các cổng kết nối ra bên ngoài đầy đủ, vừa hỗ trợ đồ họa vừa hỗ trợ chơi game và kể cả việc em giải trí thì với màn hình 15.6 inch nó tốt với em nhé. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Tuyển Nguyễn. Anh tư vấn giúp em một chiếc máy nhỏ gọn trong tầm 12 đến 13 inch mang theo để di chuyển được tốt ạ, và giá tiền thì khoảng dưới 20 triệu, em cảm ơn anh. Thực tế thì với phân khúc màn hình 12 inch thì mình khuyến cáo là bây giờ cũng không nên dùng, bởi vì nó nhỏ, 12 inch thì gần như nó là cái tiêu chuẩn của những chiếc tablet rồi. Còn nếu bạn thích tablet trong tầm này thì nhỏ gọn như này thì mình nghĩ là con Surface là hợp lý nhất. Bạn chọn cho mình con Surface Pro 7, máy được trang bị CPU thế hệ thứ 10, i5 RAM 8GB SSD 128. Giá cửa hàng mình đang bán là 20 triệu, 19.900, đã kèm theo cả bàn phím và đây là máy mới đập hộp 100%. Đấy. Còn nếu mà chọn phiên bản màn hình 13 inch trong tầm tiền này thì bạn chọn cho mình con Dell Inspiron 7490. Đây là chiếc máy mới nhất 2020, được trang bị màn hình 14 inch nhưng nó mỏng dính à, và trọng lượng của nó chỉ có 1 cân mốt thôi. Thế là pin có thể dùng được 7-8 tiếng. Giá máy mới đang là 20.900.000 thì đây là chiếc máy đẹp nhất trong phân khúc 20 triệu để bạn lựa chọn nhé bạn nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Phương Hoàng.
Anh ơi, anh cho em hỏi là ổ SSD khi gần đầy dung lượng thì tốc độ của nó có bị giảm đi không ạ? Tốc độ của nó sẽ không bị giảm em ạ, nhưng mà khi bắt đầu mà bạn tải cái ứng dụng về hoặc là đang load cái ứng dụng mà nó thiếu ấy, thì nó sẽ báo đầy. Mà nó báo đầy nhiều khi có trường hợp mình không để ý nó còn đẩy, nó mất luôn nó đẩy ra, thì có thể máy nó đang chạy nó bị ao, rất là nguy hiểm. Thì bạn không nên để ổ cứng đầy quá bạn nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Nguyên Trần. Anh ơi, anh cho em hỏi là em muốn mua một chiếc laptop để chạy mượt được phần mềm Atium Design và chơi game giả lập trên Mobi bằng BlueStacks trong tầm giá từ 15 đến 17 triệu thì có chiếc nào đáp ứng được nhu cầu này không ạ? Với nhu cầu của em vừa hỗ trợ đồ họa, vừa hỗ trợ giải trí và chơi game và lập trình mô phỏng như này thì em có thể chọn cái dòng máy gaming là sẽ có cấu hình tốt nhất. Tầm khoảng 17 triệu bây giờ là em sẽ mua được là i5-9300 GTX 1050G chẳng hạn. Thế nên là chiếc máy khỏe nhất trong phân khúc tầm tiền của em thì nó sẽ có như là Lenovo L340, thì anh nghĩ là chiếc máy này là hợp lý nhất, có CPU cao nhất. Còn nếu mà em có thể chọn các dòng máy của Acer như là phiên bản Acer Nitro 5, phiên bản 2019 đang có giá khoảng 17.800.000 thì anh nghĩ là cũng rất là ok. Và có một chiếc máy nữa đang chạy chương trình của hàng anh, đó là chiếc Asus TOF505. Máy được trang bị chip AMD Ryzen 7 nhá, 3750H, thì con này nó khỏe tương tự như 8750H, thì nó sẽ hỗ trợ em việc lập trình mô phỏng rất là tốt bởi vì CPU nó khỏe. Và cam hình đang sử dụng là GTX 1650 dung lượng 4GB, nó sẽ hỗ trợ em chơi game rất là tốt. Thì em tham khảo 3 cái mẫu máy vừa rồi anh giới thiệu cho em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Hoàng Linh. Anh ơi, anh cho em hỏi giá con Dell 7567 SSD 128 Core i5 GTX 1050 Ti giá tầm bao nhiêu ạ? Anh đang chạy chương trình để cho em RAM 8GB và cấu hình như này, màn IPS luôn, để cho em giá giật mình luôn, 15.500.000 qua ngay cửa hàng em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Kapu Channel. Anh ơi, anh có thể so sánh chi tiết giúp em con Dell Latitude 7390 và con Dell XPS 15 9550 trong tầm giá từ 15 đến 20 triệu không ạ? Nhu cầu làm việc của em là văn phòng lâu dài, chỉnh Photoshop với Premiere đơn giản thì mong anh được cho em lên sóng ạ. Lên luôn còn gì nữa. Em ơi, thứ nhất là với phiên bản Dell Latitude 7390 thì con này được xếp vào phân khúc đó là máy tính doanh nhân và làm chủ yếu công việc văn phòng. Máy được trang bị chip U và không có Vega rời. Và phiên bản mới màn hình 13.3 inch có hỗ trợ 4G màn hình cảm ứng của anh. Thì chiếc máy này nó chỉ phù hợp cho những người làm việc văn phòng, lập trình và ở mức đồ họa cơ bản thôi. Trong khi đó thì phiên bản Dell XPS 9550 mặc dù có cấu hình CPU đời 6 thấp hơn nhưng lại được trang bị chip HQ và màn hình 15.6 inch Infinity tràn viền và được hỗ trợ Vega rời, đó là GTX 960 với dung lượng 2GB. Nếu mà nói về sức mạnh về đồ họa, xử lý tất cả những cái tác vụ về đồ họa chơi game thì nó hơn hẳn so với 7390. Đấy. Và 7390 thì trọng lượng của nó là 1,4 kg, trong khi đó thì XPS 9550 nó là 1,8 kg. Thì ơi, nếu như em có sử dụng các tác vụ về đồ họa giải trí hay thậm chí là loa thì trên phiên bản Dell XPS 9550 nó sẽ hỗ trợ em tốt hơn, cơ động di chuyển đấy. Và công việc văn phòng thì 7390 nó sẽ hỗ trợ em tốt hơn bởi vì chỉ có màn hình 13.3 inch, nhỏ gọn em nhá. Thì ở đây là hai chiếc máy này nhu cầu nó làm việc nó khác đấy, thì em sẽ cân đối xem cái chiếc máy nào hợp lý với em thì em chọn em nhá. Câu hỏi số 11 của bạn Kami Tenchi. Anh ơi, cho em hỏi là MSI GL65 hệ thống tản nhiệt ổn không ạ? Đối với các dòng máy gaming hiện nay có trên thị trường, đặc biệt là MSI thì nó sẽ hỗ trợ tương đối là tốt. Bởi vì MSI thì các bạn biết là có khả năng gia công với bo mạch và họ sản xuất, thì các bạn biết là cái hệ thống tản nhiệt cũng như cái công nghệ để làm mát trên các dòng MSI thì các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng. Và chiếc máy này thì với hai cái quạt tản nhiệt nằm trong thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì đã là dòng gaming thì nó phải tản nhiệt tốt bạn nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Phương Thảo. Anh ơi, em muốn mua laptop dòng Dell giá tầm 20 đến 22 triệu. Em học kế toán và thỉnh thoảng có Photoshop, edit video. Em muốn là máy dùng bền ạ. Trong tầm này thì anh khuyên em là mua con Dell Inspiron 7591 bởi vì con gái rất là thích những chiếc máy mỏng nhẹ. 7591 vừa là mỏng vừa là nhẹ mà là máy mới và chính hãng như cửa hàng đang bán chỉ có 22 triệu 500 thôi. Máy được trang bị i5-9300, RAM 8GB và SSD 256GB LVMe, có nghĩa là cái ổ tốc độ cao đấy em. Và được trang bị cảm hình là GTX 1050 với dung lượng 3GB, màn hình của nó với tỷ lệ bao phủ màu cao. Việc em thiết kế Photoshop cũng như em edit video thì nó hoàn toàn đáp ứng của công việc của em rất là tốt. Thì giá này anh nghĩ là phù hợp nhất với em, và chiếc máy mỏng nhẹ cơ động nhất với em, mà là máy mới 100% em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Nga Phan. Chào anh ạ, giữa con Asus G15 G512 và con Asus Refuse G15 GA502U, theo anh thì nên lựa chọn nào là tốt nhất ạ? Em cảm ơn anh. Thực ra thì hai chiếc máy này thì đều được định hình ở phân khúc gaming. Thực ra thì gaming ở đây thì mà chưa được cao cấp, nhưng đối với dòng Refuse thì nó định hình cao cấp hơn so với dòng G15 một chút. Thì ở đây nếu mà nói về cấu hình thì có thể hai chiếc máy nó cũng la lá tự tựa nhau thôi, và nó chỉ khác về kiểu dáng thôi. Anh nghĩ thì với kiểu dáng cũng như cái cấu hình thì nó bằng ở phân khúc thôi.
thì ở đây là em tùy em, thì em có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình. Còn nếu mà để mà theo con mắt của anh nhìn thì con Redford thì nhìn nó sang một chút đấy em nhá. Câu hỏi số 14 của bạn Nghĩa Nguyễn Sĩ. Em xài con Dell E550, anh cho em hỏi là em mới dán keo tản nhiệt được 1-2 tuần gì đó, nhưng em chơi game thì lại nóng đến mức mà tắt cả máy. Em chơi game là Liên Minh, anh cho em hỏi là máy em như thế là bị gì ạ? Thứ nhất là trong trường hợp này thì anh khẳng định là có thể cái đội mà bảo dưỡng vệ sinh cho em là họ không làm không chính xác, và có thể là keo tản nhiệt của em làm nó là keo tản nhiệt không chuẩn. Nếu mà trường hợp mà chơi game bị sập mà nóng như này thì nó rất là nguy hiểm đến bo mạch chủ của em. Nếu mà em sử dụng thường xuyên như này có thể dẫn đến hỏng máy bất kỳ lúc nào. Thì trường hợp này thì em đến cái chỗ cũ, yêu cầu vệ sinh bảo dưỡng và tra cái keo ngon nhất. Đừng có tích tiền, hãy tra loại keo mới 4 ấy, như cửa hàng anh đang làm chỉ có 100.000 thôi, nhưng máy của em nó sẽ mát. Chứ còn nếu mà đang chơi mà sập nguồn thì rất là nguy hiểm, bởi vì máy nó quá nóng và nhiệt độ nó quá cao nó không thể chịu được. Thì có thể là nói là có thể là họ bắt ốc hoặc bắt cái ốc tản nhiệt, đặc biệt là ốc tản nhiệt không chuẩn, cái kênh chẳng hạn, hoặc keo tản nhiệt nó không thể dẫn nhiệt được thì dẫn đến hiện tượng là quá nóng và sập nguồn em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Phong Lê. Anh ơi, em là sinh viên kỹ thuật mới ra trường, em muốn mua một con laptop cũ dùng để Revit với cạc. Thỉnh thoảng thì render bản vẽ tầm 16 triệu đổ lại và đáp ứng được các nhu cầu trên. Hoặc là anh có thể tư vấn giúp em một dòng khác, ưu tiên máy ThinkPad anh nhé. Với trong tầm tiền và nhu cầu của em thì anh nghĩ là chiếc W541 là hợp lý nhất với em. Tầm khoảng 15 triệu bây giờ thì em sẽ mua được phiên bản màn hình 3K rất là đẹp này. Trang bị Vega rời đó là Quadro K2100 dung lượng 2GB và i7-4800MQ. RAM 16GB hay 256 thì anh đang bán phiên bản này là 15.500.000 là hợp lý nhất. Còn nếu mà đủ điều kiện kinh tế và đầu tư ngon hơn thì có thể đầu tư phiên bản đó là ThinkPad P50. P50 thì nó hơi chát một chút nhưng con này hiệu năng thì nó hơn hẳn. Và RAM có thể mở rộng lên tận 64GB về RAM. Đấy. Và hiệu năng của P50 thì nó rất là ổn với CPU đời 6. Nhưng mà giá nó đầu tư là 17.500.000, nó khoảng hơn 20 triệu và nó nhiều cấu hình trên thị trường. Thì em có thể cân đo đong đếm với nhu cầu của em. Còn với trong tầm tiền này thì các công việc về kỹ thuật như này thì em có thể chọn phiên bản Ryzen 7510 hoặc HP ZBook 15G3. Thì đây là ba chiếc máy cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đấy, thì em tùy em thì em chọn chiếc máy nào cũng được em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày như thường lệ thì chúng tớ vẫn có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, cứ đặt các câu hỏi bên dưới. Chúng tớ sẽ tổng hợp biên tập và quay những video trả lời như này, trả lời qua tin nhắn. Đấy. Hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho mình, số điện thoại là 077-357-449 ở cuối để được tư vấn và giải đáp các bạn nhé. Các bạn ủng hộ kênh của mình và quý mến mình thì hãy cho mình một like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất. Và đăng ký là nhớ bấm chuông nhé, bấm chuông thì cứ có video mới là các bạn sẽ được gửi luôn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.